Máy hút sữa một bình sử dụng như thế nào? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giới thiệu cả nhà mình cách sử dụng máy hút sữa một bình của hãng Bio. Cái model này là 990.000 của hãng ha, bảo hành 1 năm. Nó là AE Basic nha. Còn cái model này là IE Basic, thì cái dòng này là hai bình, thì Hoàng Sơn có video riêng rồi. Và cái dòng IE Smart á, thì dòng cao cấp hơn của cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng máy một bình. Thì trước khi sử dụng máy một bình thì Hoàng Sơn cũng chia sẻ cho cả nhà mình có thể tham khảo nếu mà cả nhà mình chưa có mua máy. Thì nếu mà như mình tiết kiệm á, mình sẽ mua dòng một bình. Còn nếu mà mình có điều kiện xíu mình mua hai bình để có thể tiết kiệm được thời gian hơn. Ví dụ cái này mình hút khoảng tầm 15-20 phút mà hút hai lần thì sẽ gấp đôi thời gian, mình có thể sử dụng một lần bằng máy hai bình. Rồi bây giờ mình khui máy nha. Cái máy này rất là dễ xài cả nhà ha. Là Hoàng Sơn chia sẻ đó, nếu cả nhà mình chưa mua thì mình nên chọn những dòng nào khó xài điện nha. Tại có nhiều máy hàng Trung Quốc giới thiệu mà cái xài bằng pin á để tiết kiệm, nhưng mà xài pin thì công suất nó rất là yếu. Nhiều khi mình đang bơm giữa chừng hết pin và tốn pin rất là nhiều. Tại vì cái này mình có thể một ngày bơm rất là nhiều lần. Mình có thể cắm điện để mình nó được cái công suất mạnh này và mình sẽ không có tốn pin. Rồi. Thì đây là dòng pin sạc, mình có thể xài pin cũng được ha, hoặc là mình cắm điện trực tiếp mình xài. Ví dụ mình đi ra ngoài mình có thể mua pin bỏ vô, còn không thì mình cắm điện trực tiếp ha. Đây là có cái cục biến điện nè, adapter nè, dây cắm nè. Rồi sau đó mình sẽ cắm hai cái ống này vào. Hai đầu này giống nhau cả nhà ha. Rồi sau đó mình sẽ cắm vào trong cái bình bơm ở phía sau của cái bình nè, có cái chỗ để cắm. Đây, chúng ta cắm vào. Đây, các nhà thấy không? Rồi, các nhà thấy đơn giản không? Bên trong mình xài thay điện nè. Các bà Hoàng Sơn khuyên các nhà mình nên cắm điện xài để mình tiết kiệm được pin. Đó, và mình có thể được cái máy nó sử dụng được rất là tốt, mạnh. Đó, còn khi mà đi công tác du lịch hay là đi làm á, trong phòng á, mình có thể xài pin. Rồi. Cái máy này thì rất là dễ xài, có 4 nút. Đầu tiên là mình sẽ bấm mở nguồn. Bấm mở nguồn vô thì cái máy nó sẽ chạy liền. Thì trong khoảng 3 phút đầu thì máy nó sẽ ở chức năng là kích thích để chuẩn bị ra sữa. Và sau đó mình chuyển qua chức năng hút sữa. Và nó có hai chức năng là hút sữa chậm nè, hút sữa nhanh. Đó. Nó hai chức năng, giả sử mình thay đổi liên tục như vậy để cho cái bình nó kích thích để cho dễ ra sữa hơn. Và bên đây là chức năng cộng và trừ để chức năng nó kéo và đẩy mạnh hơn. Các nhà thấy phải bấm tăng lên và bấm giảm xuống. Rồi cái này mình mở cái nắp này ra và mình giả sử mình đặt cái tay mình vào, mình sẽ có được cái biết được cái áp lực nó hút liền. Mình có thể thử trên đây. Các nhà thấy không, nó hút cái áp lực, nó kéo cái tay mình này. Đó, hút rồi thả. Rồi có một cái trường hợp là nếu mà như cả nhà mình nói tại sao mà sữa nó vô trong cái ống này, sữa làm sao mà vô ống này được ha. Tại vì khi mà sữa nó hút vô tới đây thì ở trên đây nó đã có một cái van một chiều, nó sẽ chặn lại rồi, nó không cho nó vào cái ống mà nó là xuống cái bình. Nhưng mà nếu mà lỡ mà sau này cái bên trong cái phụ kiện này nó bị rách á, cả nhà mình có thể mua phụ kiện dễ dàng nha. Tại vì nếu mà bà con mình mua hàng chính hãng á thì tất cả phụ kiện này đều có bán. Còn nếu mà mình tiết kiệm, mình mua hàng trôi nổi á, thì mua một lần nhiều khi về chưa hết, mới xài được con tuần nó hư thì mình sẽ bảo hành không có, hoặc là phụ kiện mua không ra, rất là cực. Còn những cái này là nhựa nó rất là tốt cả nhà ha. Nhựa này là nhựa xịn nè, để xài cho mẹ và bé nè. Rồi bên trên là cái van ở một chiều phía trên, rồi đây van một chiều phía dưới. Cả nhà mình cũng không có làm mắc cái này nha, mắc cũng phải mua chứ không có cái này là không bơm được. Đó, thì khi rửa, mình rửa xong mình gắn cho vô. Và nếu mình lỡ mà nó có tét cái miếng nhựa này hoặc miếng nhựa trên đây, thật sự là cái này bền lắm, nhưng mà lỡ có tét thì mình vẫn có thể mua được. Rồi sau khi mà mình bơm sữa xong đầy bình này, mình dùng cái nắp mình đậy lại để cho bé có thể dùng ha. Còn nếu mà như mình bơm sữa nhiều và mình để trữ lại á, thì mình mua cái túi hút sữa. Nó tầm khoảng mấy ngàn đồng túi, mình mua một sắp như vậy khoảng 30 túi một hộp á, để mình có thể trữ đông, để khi mà mẹ vắng nhà đó thì người nhà có thể thăm lại cho bé dùng.
Rồi hôm nay bà Sơn chia sẻ về máy hút một bình ha. Còn nếu mà bà con mình có lựa chọn cái máy như thế nào, mình có thể xem ở những video khác, hoặc là cách sử dụng máy hút sữa hai bình, hoặc là những thiết bị về mẹ và bé như là nhiệt kế, đo tráng để canh hạ sốt, hoặc là một số thiết bị gia đình khác ha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.